Câu hỏi tiếp theo dành cho siêu sáng tạo của chúng ta, thầy Sơn ạ. Cũng liên quan đến vấn đề đi nước ngoài, nhưng lại là vấn đề về của chương trình liên kết quốc tế. Thì có một bạn học sinh hỏi như sau ạ. Cơ hội cho sinh viên hệ liên kết quốc tế học tập và làm việc tại nước ngoài có tốt hay không và tốt như thế nào ạ? Em xin được mời thầy ạ. Có lẽ rất nhiều bạn trẻ, bạn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học thì chúng ta rất là quan tâm. Thực ra đối với trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội chúng tôi, thì khi mà chúng ta có một cái năng lực ngoại ngữ rất là tốt và được trang bị kiến thức để làm việc, thì cái mà chúng ta có thể bây giờ đối với, thì chúng ta nói là nghe ở đài báo nói là thế giới phẳng, thì có lẽ ở đây chúng ta sẽ cảm nhận được rõ nhất. Bởi vì cái mà cái khoảng cách giữa nước này với nước khác, hoặc là doanh nghiệp của nước này hay nước kia, thì nó đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Các bạn sinh viên theo học chương trình liên kết quốc tế của nhà trường thì cơ hội đi học ở nước ngoài là 100%. Chỉ có duy nhất khi mà chúng ta đứng trước một cái là lựa chọn cái thời điểm mà để chúng ta, thời điểm nào để chúng ta đi ra nước ngoài học, và khi nhận tấm bằng cử nhân quốc tế thì lúc đó chúng ta lại có nhiều cái sự lựa chọn hơn là chúng ta làm việc ở ngay cái nước mà chúng ta thấy rằng là nó phù hợp, hoặc là doanh nghiệp của nước ngoài đầu tư ở Việt Nam. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy Sơn. Đúng là vẽ lên trời cao rộng bằng cây bút chì của năng lực và sự sáng tạo, đúng không ạ? Và bây giờ thì lại là một câu hỏi tiếp tục dành cho khoa đào tạo và bồi dưỡng ngôn ngữ, và em nghĩ là có lẽ đến từ một vị phụ huynh dành cho thầy Sơn như sau ạ. Nhà trường có thống kê nào về tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm tốt, thu nhập cao trên tổng số sinh viên của hệ liên kết quốc tế hay không? Em xin được mời thầy Sơn ạ. Đúng là rõ ràng chúng ta làm việc gì thì cũng đều có tính hướng đích, và khi chúng ta đang ở cái thời điểm là chọn học ngành nào, học ở trường nào, ở đâu, thì chúng ta đều hướng đến một cái mục đích, đó là sẽ làm gì và thu nhập có cao hay không. Thế thì chương trình đào tạo liên kết quốc tế của nhà trường triển khai đến nay thì mới hơn 10 năm thôi. Chính bởi vậy mà chúng tôi không chỉ đồng hành với các em sinh viên trong 4 năm học đại học, mà chúng tôi còn đồng hành với hệ thống alumni, hệ thống cựu sinh viên của nhà trường trong suốt, vì chúng ta đã từng là thành viên của ULIS. Theo thống kê của chúng tôi thì 97% sinh viên tốt nghiệp ra trường là có việc làm, và 3% thì lý do lại nói là cơ hội việc làm, vì 3% này là các anh chị lại lựa chọn là tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ. Như vậy thì cơ hội mà chúng ta gọi là có việc làm sau khi tốt nghiệp là 100%. Dạ vâng, cảm ơn thầy Sơn về những thông tin vừa rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục mạch này với những câu hỏi chuyên sâu hơn về vấn đề việc làm ạ.